Chào mừng quý anh em bà con cô bác đến với thuận tiện thanh thiên nha. Hôm nay bên em chiếc con máy Isuzu 4KH1 này cho anh Văn Sơn ở Hòa Lợi, vùng Biên Giang. Con máy này Isuzu 4KH1 máy đẹp ken xe ben nha, máy lên nhiều bằng con này chú vệ sinh nha, vệ sinh ghê rất đẹp nha, còn nhận cháy luôn á, mới tinh bóng mánh. Máy kèn xà beng nha, này là 4KH1 kèn cầu sắt á. Cầu sắt thì anh cũng như mấy anh khác thì làm tay cầm inox, cái inox này cái vui ly nắp luôn, bô nổ đậu tô bô lớn luôn. Thôi thì có cái là còn nhận cầu sắt nha, tại dùng nó dùng nước ngọt nên không cần thiết xài inox, inox thì nó đẹp hơn. Còn chất lượng thì em nghĩ nó cũng như nhau, cái điều sắt nó bị xét. Sắt ở đây thì em làm 8 ly đặt 35 thì rất là ok, máy còn đẹp long lanh luôn. Đây, ốc bét đẹp rất là đẹp này, em đàm nó bị dơ á, giao cho anh Văn Sơn ở Hòa Lợi. Chào Hòa Lợi, chào miền Kiên Giang. Máy độ turbo lớn, cánh này là cánh phay CNC nha, nhưng mà cánh đổ nè bà con thấy trông thấy không, nó quần 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 nè, cánh kia bằng cánh ta led, cánh ta led nè, phay độ chính xác cao hơn. Thì những con máy dòng này thì anh em nên độ con turbo lớn để cho bảo đảm đường dài, chứ về chạy những khi mở tua ra là nó hư liền. Cũng có trường hợp em đã nói trước với những anh em mà em giao qua dòng tiền Hòa Lợi, Hòa Hưng luôn, thì máy anh em nó không có chịu thay, nên khi mà hư thì mình có cái phàn nàn sao mà không thay, hoặc là turbo nó mau hư quá. Thì đó thì cũng nói rằng là xin trả lời luôn anh em bà con công khai là khi mà trên xe người ta chạy có hộp số chạy nhờ quán tính, thì vô số 1 đến số 5 thì nó nhờ quán tính để nó đi. Dòng tua thì nó tầm khoảng trên bờ thì nó không có tải gì hết trơn, nó rất là nhẹ. Còn nếu hàng có hàng nặng thì có số rồi, nó có quán tính nó đi rất là nhẹ, nó tầm khoảng cỡ 2.500 tua là nó đã 90 cây số trên 1 giờ rồi. Còn vũng nước mình tải rất là nặng, mình không có hộp số nó rất là nặng, để nó độ ma sát của nước rất là nhiều nên nó không có đi đúng gì hết trơn á. Nếu mà dòng tua gin của heo nó mà không xả thì trên bờ chạy rất là lớn, nhưng mà xuống nước chạy nó không có đi nổi nha, nó tầm khoảng 15 cây số trên giờ thôi, nên bắt buộc mình phải xả tua thì turbo gin nó chịu không nổi thì bắt buộc nó turbo phải hư, nên mình phải độ turbo lớn này mới chịu nổi. Thì cái đó là anh em mình nên cần lưu ý để sau này anh em mình có những cái phàn nàn là nó đáng tiếc, không có hay ho nha. Như dàn cầu lên đây nè, cầu của anh Hiếu à, bên em đó là hoàn thành xong hết trơn rồi, chưa có chính thức công khai thôi, tại vì khi em làm thì giấc này đến rất là tối. Hồi trước là độ turbo zin nó có phải lớn nè, nó chạy mới có khoảng tháng gì rồi nó hư tiêu rồi, ca nhớt rồi. Còn đây là cái turbo em đã nâng cấp lên nha, nâng cấp lên turbo lớn rồi. Đây là dàn cầu hồi trước, cái con máy này mình sẽ nói sau nha, bây giờ mình sẽ nói gì cái con máy kia, con máy này mình sẽ nói sau. Trở lại thì con máy của anh Văn Sơn ở Hòa Lợi thì con này cũng như mấy con khác thì em làm cốt lắp 2549. Chiến dịch thì anh đặt
Rồi quên, này không có báo giá được. Rồi anh em nào cần biết giá thì cứ alo em. Tại khi em đăng lên YouTube hoặc TikTok thì cấm báo giá. Anh em có thể tham khảo tại số điện thoại của em hoặc Zalo trực tiếp em. Em về rất là nhiều máy nha. Anh em về rất là nhiều máy. Máy thủy có, máy xe có. Máy gì ạ? Có. Rất là nhiều máy. Anh em nào quan tâm thì alo em. Rồi cảm ơn bà con.